Thưa sư, có phải bất cứ suy nghĩ, hành động, lời nói nào nghĩ đến có lợi cho chúng sanh khác cũng là thiện không ạ? Mong sư chỉ cho con cách yêu thương người thân của mình hoặc người yêu của mình mà không có sự tham ái trong đó. Cái việc là nghĩ đến lợi ích chúng sanh khác thì cái định nghĩa về sự lợi ích giữa sư và quý vị có khi nó không giống nhau. Sự định nghĩa về lợi ích của đạo và đời nó không giống nhau. Giả sử bây giờ quý vị cái sự lợi ích là quý vị có nhiều tiền thì đó là lợi ích. Hay là mình được người ta yêu thương, được người ta kính trọng thì đó là lợi ích. Cho nên cái sự định nghĩa về lợi ích nó không có giống nhau. Nếu mà nhắc đến cái sự lợi ích á, thì phải nhắc đến tứ nhiếp pháp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, thì đó mới gọi là cái sự lợi ích đến cho người khác. Bố thí thì dễ rồi, ai cũng biết rồi. Ái ngữ là mình nói với người khác, miệng mình nói bằng cái tâm từ hòa, bằng tâm từ ái. Lợi hành ở đây là mình giúp cho người khác bố thí, giúp cho người khác giữ giới, giúp cho người khác có niềm tin. Đó mới gọi là lợi hành. Chứ không phải là mình đi làm ăn mua bán rồi mình lôi người ta đi làm chung với mình thì đó là lợi hành, thì không phải. Và đồng sự là như thế này, mình giữ giới và mình khiến cho người khác cũng giữ giới như mình. Mình bố thí cũng khiến cho người khác bố thí như mình. Mình hành thiền, mình cũng khiến cho người khác hành thiền như mình. Rồi mình chứng đắc thánh đạo thánh quả, mình cũng khiến người khác chứng đắc thánh đạo thánh quả như mình. Thì đó là đồng sự. Chứ không phải mình làm cái gì mình rủ người khác làm chung thì đó là đồng sự, thì không phải. Cho nên cái định nghĩa về sự lợi ích cho chúng sanh khác của sư và quý vị có đôi khi nó không giống nhau. Và cái sự lợi ích mà quý vị nói có khi là nó bao gồm cái tham ái trong đó. Còn cái sự lợi ích mà sư nói là nó không bao gồm tham ái trong đó. Thành ra đó, bây giờ quý vị nghĩ nói là làm sao để yêu thương người thân và người yêu của mình mà không có tham ái thì nó vậy đó. Giúp cho người thân của mình chưa biết bố thí thì biết bố thí, chưa biết giữ giới thì biết giữ giới, chưa có niềm tin nơi Tam Bảo thì có niềm tin nơi Tam Bảo. Chưa có cái sự tu tập phát triển nội tâm thì có sự tu tập phát triển nội tâm. Thì đó là sự giúp đỡ cho người thân của mình mà nó không có tham ái.